Dạ con mời mẹ ăn cơm. Mời anh cả ăn cơm. Mời anh ăn cơm. Dạ con mời mẹ ăn cơm. Con ăn đi. Dạ con mời mẹ. Mẹ đi ngon nhật đời mẹ. Dạ Cường giỏi quá. Con ráng ăn nha, cho mẹ vui hí. Dạ mẹ. Xuống lấy thêm cà cho anh Thái đi. Dạ cậu. Đi con. Gọi nè.